Trần Phương, quê ở Đông Ngạn, nhà cư phú đã lừng miền tỉnh Bắc. Ngẫm cho kỹ thì miệt mài trồng sách nát, sao cho bằng thích chí nhân sinh. Ngày lênh đênh một chiếc thuyền bạch trải hồ được, lấy xanh hoa lặp lại. Với hề con, dạ, con ra đi theo hầu bác nghe con. Bác gọi con, con còn lưng mắt giả. Mày giờ cái gì? Dạ con. Anh mắt nghe ngạc đấy. Mày nghe cái gì? Con mắt nghe đến cái bài thơ của bác đấy. Thơ thì làm sao mà nghe? Ấy chả là vì bấy lâu nay bác mãi lo buôn bán kiếm tiền, vui cuộc đỏ đen say niềm hoa nguyện, cho nên có bao nhiêu thánh nhân hiền chết bác mới nhét bổ. Con sợ con lo một chỗ ra nhớ cái chăm chăm sách nát thì thấy con thơ đi thôi sao thôi để con đọc nghe nhá. Này đây đậu lạc bỏ cái bọc tiền làm non trong núi thú cô à đối hề con. Dạ. Bài thơ bác làm là để đề cửa Phật, sao con đọc toàn đậu lạc lưu lên với lòng non trong núi này đi. Ô con thích chơi cái món như cơ mà lại thơ của bác làm như thế này cơ mà thế nào. Này đây cực lạc sắc hòa không được, có biết sinh linh lệ chảy dòng, vô án Phật tiền kêu một tiếng, lòng ta ước muốn không tâm. Ui! Mày cười cái gì? Con xem lòng bác mà ướp muối thì chắc là nặng muối đấy. Lòng ta ướp muối là lòng ta đau xót. Con đã nghe ra chưa? Dạy ơi, bác đang tính chuyện răng hoa để bảo rằng lòng ta đau xót, chẳng hóa ra là khẩu Phật tâm xà. Cho nên thơ của bác chỉ là màu mỡ miêu cua thôi, chứ thơ của con đây là tích cực và giấc mưa mà. Bác thú thực, bác tới cửa thiền môn,
không phải để nghe kinh đọc kệ ô thế để ăn dĩa bát, mà là để đón một nàng thục nữ má hồng, miệng cười như đóa phù dung, mắt xanh đắm khách tang bồng vãng lai. Ê, con biết lời nghe. Mày biết sao? Bác ơi, có phải bác đang nhớ cái cô nàng mà tên gọi là Chí Veo? Chí Vân. À, Chí Vân, Chí Vân. Nhớ kỹ quên. Nết nà thủy mị tay chân nõn nà bác nhỉ? Có phải là thanh tơ nhỏ chỉ không con? Mày cười cái gì? Bác ơi, con xem trong thiên hạ có thiếu gì khách trong dòng hoa nào mà bác lại đành đến cái cảnh hoa thả nhau. Ôi trời, có người mới ta còn cứ mặc bác thì bác cũng cứ mặc con. Tí là hay mặc con ta con bảo không có gì. Mày là mày hay bếp xếp, bác cấm mày không tới gần nghe không? Ồ, thế bác không cho con tới gần à? Không cho mày đến. Biết rồi, bác mà không cho con đến gần, con đứng tít đằng xa con. À thôi, bác cho con tiền, con đi chơi chợ nhá. Bác thú thật, bác mến cảnh cũ thì bác tới chơi chùa, chứ cái chuyện răng hoa thì bác đây đã ngán lắm rồi. Thôi, con đi đi. Dạ. Ta cắp nọ chờ chim, chim lạc nẻo, ắt chim móc lưới.